Sáng ngày 7 tháng 8, Công an thành phố Pleiku Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự ba thanh niên gồm Nguyễn Tấn Phát, Hoàng Vũ Bảo và Trần Minh Tú ngụ thành phố Pleiku về hành vi cậy phá hơn 100 ngôi mộ tại nghĩa trang Pleiku và tiếp tục truy bắt Nguyễn Quang Huy đã bỏ trốn. Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Phát khai cậy phá các ngôi mộ để lấy phần khung nhôm bán kiếm tiền tiêu xài. Trong ngày ghi nhận tại nghĩa trang thành phố Pleiku, tổ 7 phường Karin, chúng tôi thấy nhiều ngôi mộ bị phá hoang tàn, cửa kính bị tháo rời, vỡ được vứt bỏ khắp nơi. Nhiều khu vực hàng loạt ngôi mộ nằm liền nhau đều có chung tình cảnh khung nhôm bọc kính trước di ảnh người đã khuất không còn nữa, nằm dưới đất và trên các ngôi mộ chỉ còn phần kính vỡ, rạn nứt nằm chỏng chơ có mặt tại nghĩa trang, ông Trần Quang Tâm, ngụ phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, bức xúc cho biết thiệt hại các khung nhôm này khoảng 800 000 đồng, nhưng ảnh hưởng tâm linh rất lớn, gia đình rất buồn. Theo ông Tâm, đây là lần thứ hai mộ người thân gia đình ông bị lấy cắp phần khung nhôm. Gia đình ông có ba ngôi mộ chôn cất mẹ ruột, ông, bà đều bị kẻ gian cậy phá lấy khung nhôm phá phần kính. Ông Tâm cho rằng hành vi này cần phải xử lý nghiêm để răng đe, giáo dục vì nó không đơn thuần là phá tài sản mà còn ảnh hưởng đến tâm linh của người sống cũng như người đã khuất và gây mất mỹ quan nghĩa trang. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là hộ gia đình bà NTL tên viết tắt, ngụ phường Iacarin. Gia đình bà L có 10 ngôi mộ liền nhau đều bị phá khung kính, lấy mất phần dôn. Bà L cho biết bà con ở đây rất bức xúc theo ông Trần Trọng Nghĩa, đội trưởng đội quản lý xây dựng nghĩa trang thành phố Pleiku, sự việc được phát hiện vào ngày 24 tháng 7 và đã được báo cáo lên cơ quan công an và phòng quản lý đô thị. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt được một số đối tượng nên bà con đã yên tâm hơn. Theo thống kê, có khoảng 200 ngôi mộ tại nghĩa trang thành phố Pleiku bị phá hoại.